Amen. The presence of God is here. Amen. Let's just keep pressing into His presence this morning. He is here. Hallelujah. Come rest upon us, Holy Spirit. Come rest upon us. Descend and
Just invite the Holy Spirit this morning. If you've been with us in the past week, we've been learning about the Holy Spirit. Trong những tuần vừa qua thì chúng ta đang tiếp tục học hỏi và tìm hiểu về quyền năng của Đức Thánh Linh. And how the Holy Spirit wants to guide us. Bởi vì Đức Thánh Linh muốn dẫn dắt đời sống chúng ta. He wants to help us. Ngài muốn giúp đỡ chúng ta. He wants to teach us. Ngài muốn dạy dỗ chúng ta. So as we are singing about the Holy Spirit, as we're learning about the Holy Spirit. Và trong lúc chúng ta ca hát ngợi khen Chúa và ngợi khen Đức Thánh Linh. We need to learn to surrender to the Holy Spirit. Thì chúng ta cũng cần phải đầu phục Đức Thánh Linh. So as we're worshiping right now, as we're praising God right now, I want us just to surrender to him. Thì đã trong lúc chúng ta đang thờ phượng Chúa trong giây phút này, chúng ta hãy đầu phục Đức Thánh Linh. With a showing of a surrender, we can just lift our hands. As we lift our, let's just lift our hands and just receive the Holy Spirit. He's the presence of God. The Holy Spirit is here to speak to us. Và một trong những cách để chúng ta bày tỏ sự đầu phục đó là chúng ta đưa tay lên hướng về Chúa, bởi vì Chúa Thánh Linh đang hiện diện tại nơi này để giúp đỡ cho chúng ta. The Holy Spirit is here to teach us. Đức Thánh Linh đang có mặt ở đây để dạy dỗ chúng ta. As we just say, the Holy Spirit is here to purify things in our hearts. Và Đức Thánh Linh như là lời chúng ta hát đó là Đức Thánh Linh đến để thanh tẩy tấm lòng của chúng ta. I don't know where you guys are in your life today. Tôi không biết là tình trạng đời sống của anh chị em như thế nào. Maybe you carry bitterness or hatred. Hoặc là có thể là trong lòng anh chị em có những sự cay đắng, những sự thù hận nào đó. Maybe you've been carrying hurt, depression, whatever it is that's going through your heart. Hoặc là có những sự tổn thương, những sự buồn thảm hay là bất luận điều gì trong lòng của anh chị em. The Holy Spirit is here to purify all those things that are in our hearts. Và Đức Thánh Linh đang có mặt tại đây để tẩy sạch tất cả những điều đó. Because you know why? Bởi vì quý vị biết tại sao không? Because those things distance us from God. Bởi vì chính những điều đó ngăn trở sự hiện diện của Chúa trong đời sống chúng ta. Those things in your hearts distance us from God. Chính những điều đó gây ra sự ngăn cách giữa chúng ta với Chúa. Whether it's a spirit of depression, a spirit of fear, whether it's a spirit of anxiety or anger or hatred, those things distance us from God. Bất luận đó là linh của sự tức giận, sự cay đắng, sự buồn thảm, thì những linh đó đang làm cho chúng ta xa cách Đức Chúa Trời. But the presence of God, the Holy Spirit is here to fix that. Và chính sự hiện diện của Đức Thánh Linh có mặt tại nơi này để Ngài giải quyết vấn đề đó cho chúng ta. Just take a moment, just receive the Holy Spirit. We can receive by saying, we invite you, Holy Spirit, with your mouth out loud to say, we invite you, Holy Spirit, come in, do as you please. Thì chúng ta có thể cất tiếng lên để mời Đức Thánh Linh. With your own voice, don't wait on me. Just say, Holy Spirit, come in. There's pain in my heart. There's anger in my heart. Come and purify. Come, Father. Come, Holy Spirit. Teach me. Reveal things. Fix my broken heart, Holy Spirit. We need you, Holy Spirit. Come on, with your own mouth, with your own heart, with your own thoughts, out loud, with your mouth. Cất tiếng lên, mỗi người cất tiếng lên. Và nêu cái nhu cầu của mình lên để chúng ta mời gọi Đức Thánh Linh, mời gọi Ngài giải quyết những nan đề đó trong lòng của chúng ta, những điều mà chúng ta không tự làm được. Lạy Đức Thánh Linh, con cần Ngài trong đời sống con, Chúa ơi. Con cần sự cứu giúp của Ngài. If you hear a voice in your heart, in your mind, and you feel a conviction, và Ngài sẽ đến để chữa lành những sự tổn thương trong lòng hay là những sự tổn thương trong tâm trí chúng ta. What I mean by conviction is something you know that's wrong in your heart that needs to be changed. Và cái sự xác quyết ở trong lòng của chúng ta khi chúng ta nhận biết được có một số những điều nào đó. Maybe you're looking back at your past. Maybe you're looking back at last week or your whole life or your past. You know there's some guilt and some things that needs to be changed in your heart. That is conviction. Có thể là
anh chị em chúng ta nhìn lại trong tuần qua hay là trong những ngày vừa qua, nếu trong lòng chúng ta có những sự cay đắng, những sự buồn phiền nào đó, có những sự cáo trách nào đó của Đức Thánh Linh trong lòng của chúng ta, I want to tell you that's the Holy Spirit speaking to you guys. Thì đó là lúc Đức Thánh Linh đang phán dạy với mỗi chúng ta. The Holy Spirit trying to tell you, hey, you need to change this, you need to refine this, because this is this way. If you change this, if you fix this, I guarantee you will draw closer to God. Thì Đức Thánh Linh đang muốn nói với mỗi chúng ta đó là con phải giải quyết vấn đề này. Khi mà con giải quyết những vấn đề này và giao nó cho ta đó, thì những sự ngăn cách giữa con với Chúa sẽ được giải quyết. As we continue this morning, let the Holy Spirit continue to speak to you. As we're listening to the message, as we fellowship one another, let the Holy Spirit speak to you this morning. Và trong những thời giờ còn lại trong buổi nhóm hôm nay, anh chị em chúng ta cứ tiếp tục đầu phục Đức Thánh Linh, lắng nghe Ngài để Ngài tiếp tục dạy dỗ chúng ta qua những cái tiết mục còn lại trong chương trình. So we thank you, Holy Spirit. Cảm ơn Đức Thánh Linh. We invite you in this place. We welcome you into our hearts. Chúng con hoan nghênh và nghênh đón Ngài vào trong lòng. Teach us. Chúa Giêsu. Mold us. Ngài uốn nắn đời sống chúng con. Make us more like Jesus. Và biến chúng con trở nên giống như Chúa Giêsu. We invite you. We thank you, Holy Spirit. Và chúng con cảm ơn Đức Thánh Linh. We pray all these things in Jesus' name. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Go around, greet one another. Xin chào hội thánh. Okay, so let's get started. Let's all stand up and we'll start with the Bible confession. Chúng ta xin mời tất cả mọi người chúng ta cùng đứng lên để chúng ta công bố đức tin nơi lời Chúa. Okay, so repeat after me in English and then Vietnamese with Pastor Hugh. This is my Bible. It is God speaking to me. Jesus' blood paid for everything. I am loved and blessed by God. Đây là Kinh Thánh của tôi. Chúa đang nói chuyện với tôi. Huyết Chúa Giêsu đã chuộc tôi ra khỏi mọi sự. Tôi được Chúa yêu thương và ban phước. I've been redeemed from sin, curses, sickness, and lack. I am who God says I am. I have what God says I can have. Tôi đã được cứu chuộc khỏi tội lỗi, sự rủa xả, bệnh tật và thiếu thốn. Chúa nói tôi là người thế nào thì tôi là người như vậy. Chúa nói tôi có điều gì thì tôi có điều đó. I am empowered by the Holy Spirit to do all things through Christ who strengthens me. Tôi được Đức Thánh Linh ban quyền năng để làm được mọi sự nhờ Chúa Giêsu Christ ban thêm sức cho tôi. Today I open my heart to receive God's word. My life will change and I will be blessed. Amen. Hôm nay tôi mở lòng ra để tiếp nhận lời Chúa. Đời sống tôi sẽ được biến đổi và đầy phước hạnh. Amen. Okay, so it's so good to see everyone in God's house this morning. Tôi rất vui mừng được nhìn thấy mọi người có mặt ở đây để thờ phượng Chúa. And so with today's message, I pray that you guys will receive a revelation with how the Holy Spirit guides us. Qua bài giảng hôm nay thì tôi cầu nguyện là mỗi chúng ta sẽ được sự mặc khải của Chúa về cách mà Đức Thánh Linh dẫn dắt đời sống chúng ta. So with that, let's bow our heads and close our eyes. Xin chúng ta cùng đến với Chúa để cầu nguyện. Yes, Lord Father, we just thank you so much for this morning that we're able to wake up and be in your house this morning. Cảm ơn Cha cho chúng con buổi sáng hôm nay chúng con có thể ngủ ngon giấc và thức dậy và đến đây để thờ phượng Ngài. We just honor and glory and give you all the glory, Father, that we thank you that for each person in your house this morning and receiving via Facebook Live, we pray that their hearts will be softened to hear what it is that you want to speak to them this morning. Chúng con cảm ơn Cha về những người đang có mặt ở đây cũng như là những người theo dõi trên internet. Rằng Ngài sẽ ban phước trên mỗi anh chị em của chúng con. We thank you, Holy Spirit, that you're teaching us this morning what it's like to be led by and guided by you. Và chúng con cảm ơn Thánh Linh bởi vì Ngài dạy dỗ chúng con về cách Ngài dẫn dắt đời sống chúng con. And that we would have a revelation and that our minds would be it would be shifting our perspective of how it is that you lead so that we could walk our daily life on earth here. Và xin Cha tiếp tục dạy dỗ để cho chúng con hiểu được cách Ngài dẫn dắt chúng con trong những ngày chúng con còn sống ở trần gian này. Let every ear hear, let every eye see, and let every heart be open this morning, Lord. Nguyện xin mọi đôi mắt, đôi tai và tấm lòng của chúng con rộng mở để tiếp nhận lời Ngài. We thank you and we pray all this in Jesus' name. Amen. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Okay, so this morning we're going to... So let me recap the past 2 weeks about what Andy taught and what Grace taught. Và tôi xin tóm tắt lại những điều mà... Cách đây 2 tuần thì Andy đã giảng dạy và tuần trước thì Grace đã giảng dạy. So 2 weeks ago, because we're learning about how God leads us, right? And so 2 weeks ago, Andy spoke on a word about how God leads us through His word, the Bible. Chúng ta đang ở trong loạt bài là Đức Chúa Trời, cách Đức Chúa Trời dẫn dắt đời sống chúng ta.
Thì trong bài giảng của Andy thì có nói về việc là Đức Chúa Trời dùng Kinh Thánh để dẫn dắt chúng ta. And we need to understand that God is always speaking to us. Và chúng ta biết là Đức Chúa Trời luôn luôn phán với chúng ta. He's always speaking to us about who, how he made us to be, his will for our life and how he wants to guide us. Và Ngài luôn luôn cho chúng ta biết được ý muốn của Ngài và sự dẫn dắt của Ngài trong đời sống chúng ta như thế nào. But then it's up to us whether that we're going to turn open up our Bible and allow God to speak to us. Nhưng mà phần của chúng ta là chúng ta có sẵn sàng để mà nghe lời của Chúa hoặc là đọc Kinh Thánh để mà biết được lời của Ngài. And then moving on to Grace last week when she spoke about the message about the voice of the Holy Spirit and how he guides us. Và trong tuần trước thì Grace cũng nói về việc là Đức Thánh Linh dẫn dắt bằng tiếng phán của Ngài. We know that the Holy Spirit was sent so that he is our helper so that he can guide us. Và chúng ta biết là Đức Thánh Linh là đấng an ủi, là đấng giúp đỡ chúng ta, đã được Đức Chúa Trời sai đến để giúp đỡ và dẫn dắt chúng ta. He lives in us and he shows us the things to come. Ngài sống trong chúng ta và Ngài bày tỏ cho chúng ta biết những điều gì sẽ xảy ra. And so as children of God, as believers, and so we know that we are to be led by the Holy Spirit and we shouldn't live a life without being led by the Holy Spirit. Thì đó, vì chúng ta là con cái của Chúa, thành ra chúng ta phải sống một đời sống với sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. And so if you're writing, taking notes today, I want you to write this. How God leads us through two ways. Nếu quý vị ghi chép vào trong cái tờ dàn bài đó, có chỗ được quý vị ghi chép thì quý vị ghi xuống là cách để mà Đức Chúa Trời dẫn Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta. So two ways. The first way is through his word and the second way is through his Holy Spirit. Thứ nhất là qua lời của Chúa và thứ hai là qua Đức Thánh Linh. And then now sub noted onto under the Holy Spirit, three ways that the Holy Spirit leads us. Và trong cái cách mà Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta thì có ba cách. So number one is through the voice of the Holy Spirit, which is what we learned last week. Thứ nhất đó là qua tiếng phán, tiếng nói của Đức Thánh Linh mà Grace đã giảng tuần trước. Number two, the inner witness, which is what we're going to be learning today. Và cách thứ hai đó là sự chứng nhận của tâm linh là điều chúng ta sẽ học hôm nay. And then number three, which is called the inner voice, which is the voice of your own spirit, which we'll be learning about next week. Và cách thứ ba thì tuần sau chúng ta sẽ học đó là tiếng nói của chính tâm linh của chúng ta. And so like I said, today we're going to be learning about the inner witness. Thế là hôm nay chúng ta sẽ học về sự chứng nhận của tâm linh chúng ta. Okay, so if you can turn with me to your Bible in John 16:13. Xin quý vị cùng xem trong Phúc Âm Giăng chương 16 câu 13. So here Jesus is talking. It says, "But when he, the Spirit of truth, which is the Holy Spirit, comes, he will guide you into all truth. He will not speak on his own. He will speak only what he hears and what he will tell you and he will tell you what is yet to come." Khi thần chân lý đến, Ngài sẽ dẫn các con vào mọi chân lý, vì Ngài không tự mình nói, nhưng sẽ nói những gì mình nghe và công bố cho các con những gì sẽ đến. So here the Spirit of truth is the Holy Spirit and he already lives inside of us. Và thần chân lý đây tức là nói về Đức Thánh Linh đó, và Ngài đã đến và Ngài sống ở trong tâm linh chúng ta. So we know that we have our own spirit and then we also have the Holy Spirit. Thì ra chúng ta biết là chúng ta có tâm linh của mình, đồng thời chúng ta cũng có Đức Thánh Linh sống ở trong lòng chúng ta. So our spirit can talk to us and also the Holy Spirit can talk to us. Thành ra tâm linh của chúng ta có thể nói chuyện với chúng ta, cho chúng ta biết, đồng thời Đức Thánh Linh cũng có thể nói chuyện với chúng ta. But a way that you can differentiate whether that is the Holy Spirit or not is that the Holy Spirit will always align with the Word of God. Và một trong những cách để mà chúng ta phân biệt được tiếng phán của Thánh Linh hay không đó là Đức Thánh Linh luôn luôn phán dạy chúng ta những điều phù hợp với Kinh Thánh. So since because the Holy Spirit already lives and comes and lives inside of us, this is the one way that He guides us is through the inner witness. Thành ra bởi vì Đức Thánh Linh đã ngự ở trong lòng chúng ta rồi. Thế ra cái cách mà Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta đó là Ngài sẽ phán với chúng ta qua cái sự chứng nhận của tâm linh chúng ta. So after we learn about what the inner witness really is, I believe that you'll realize that you've already been led by the Holy Spirit through your inner witness. Thế ra sau khi mà chúng ta tìm hiểu và chúng ta biết được về sự chứng nhận của tâm linh chúng ta là nghĩa là gì đó, thì tôi tin là mọi người chúng ta đều sẽ nhìn lại và ý thức được là từ trước đến giờ mình cũng đã từng được Đức Thánh Linh dẫn dắt rồi. So let's start off with what is a witness. Như vậy thì chúng ta tìm hiểu xem là cái chữ mà chứng nhận đó nghĩa là gì. So a witness is giving evidence, attesting, confirming, confessing, bearing record, speaking well of or giving report of or testifying. Chứng nhận tức là có nghĩa là xác nhận hay là bày tỏ cho chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra hay điều gì là sự thật. So but now what is the inner witness? Như vậy thì cái sự chứng nhận của tâm linh nghĩa là gì? So the inner witness is the leading of the Holy Spirit with your own spirit that you'll have an assurance or confirmation. Tức là cái sự chứng nhận của tâm linh đó là cái sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh
và Ngài phán với tâm linh của chúng ta để cho chúng ta biết được cái một cái sự bảo đảm ở trong lòng của chúng ta. It can also be knowing as like an inner knowing inside of your own spirit. Và hay là nói một cách khác đó là chúng ta nhận biết từ trong lòng của chúng ta qua tâm linh của chúng ta. And this inner witness, it's not an audible voice. Và cái sự nhận biết của tâm linh này không phải là một cái tiếng mà chúng ta nghe được. And like I said earlier, you'll know it's from the Holy Spirit because it always aligns with the Word of God. But you'll also know that it's from the Holy Spirit due because of its strength and conviction of your heart. Nhưng mà như tôi đã đề cập đó là chúng ta có thể biết được cái tiếng nói đó hay cái ý nghĩ đó nó có thể đến từ Đức Thánh Linh không khi mà chúng ta biết là nó phù hợp với Kinh Thánh. Okay, so go ahead and write this down. There's going to be four characteristics of the inner witness that we're going to be talking about today. Và những cái đặc điểm của cái sự chứng nhận của tâm linh có bốn đặc điểm. So because it is from the Holy Spirit, we know that it's not, number one, it's not mental knowledge or any logical reasoning, but it is supernatural. Thứ nhất, đó là cái sự nhận biết đó, nó không phải là nó đến từ một cái kiến thức mà chúng ta học hỏi được, cũng không phải là bởi một cái sự lý luận của tâm trí chúng ta, nhưng mà cái nguồn gốc của nó là siêu nhiên đến từ Đức Thánh Linh. Number two, it's an impression or an awareness of peace, because when we have peace, it's a peace from God that surpasses all understanding, which means it surpasses all logical reasoning or any mental knowledge that we have. Nhưng mà thứ nhì đó, nó là một cái impression, tức là một cái sự nhận biết ở trong lòng chúng ta, và nó đi theo với cái sự bình an của Chúa, bởi vì trong cái Thánh Cho chúng ta biết là sự bình an của Chúa sẽ vượt quá sự hiểu biết của chúng ta, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của chúng ta. Number three, it is a strong conviction that you feel in your heart and that you know that it is that you know it's from God. Và cái đặc điểm thứ ba của cái sự chứng nhận của tâm linh đó là nó là một cái sự tiên quyết, một cách chắc chắn ở trong lòng chúng ta. And then number four, it's repetitive, whether that's days, over weeks, over months, whenever you decide to follow the Holy Spirit, or if not, he'll just keep repeating it in your spirit. Và cái đặc điểm thứ tư của cái sự chứng nhận của tâm linh đó là cái điều này, cái sự mà chúng ta cảm nhận một cách mạnh mẽ như vậy đó, nó cứ lặp đi lặp lại, không phải là chỉ có một lần mà thôi, nhưng mà hết ngày này sang ngày khác cho đến khi chúng ta vâng phục. And so when we're learning about this, we're learning about the Holy Spirit. Sometimes we think it's difficult to be led by the Holy Spirit, but God makes things really simple. Thì đã có nhiều khi mà nghe nói về vấn đề là sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, nhiều người nghĩ là chắc là khó để mà nghe được tiếng phán của Đức Thánh Linh. Nhưng mà thật ra Đức Chúa Trời giúp cho chúng ta một cách hết sức là dễ dàng. He doesn't make it difficult. He already says in the Word, if you want to know my voice, if you want to know how I am, how I operate, read the Word, spend time with me. Thì đã đối với Chúa một cách hết sức đơn giản thì Chúa bảo là nếu mà ai mà nghe lời ta, đó tức là sao? Tức là chúng ta đọc Kinh Thánh, tiếp tục đọc Kinh Thánh và chúng ta sẽ thấm nhuần lời của Chúa trong Kinh Thánh thì chúng ta sẽ nghe được. So it's really us humans that make it difficult at times. Thành ra chính chúng ta mới làm cho nó trở thành ra khó khăn. And how do we make it difficult? We make it difficult is that we allow the noise of life, the things that we're worried about, the things that we're fearful of to distract us from spending time with God, from being led by the Holy Spirit. Chính chúng ta làm cho cái việc nghe được sự dẫn dắt của Chúa nó khó khăn là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta để cho những cái sự bận rộn, những cái sự ồn ào trong đời sống của chúng ta đó, nó phân tâm chúng ta, khiến cho chúng ta không có đi theo được, nhận ra được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. And so with this inner witness, a way that you could kind of relate is like for non-believers, they say like, oh, I have an intuition of something, I have a gut feeling about something. Thì để giúp chúng ta hiểu đó thì thông thường những người mà chưa tin Chúa đó thì thường dùng cái chữ gọi là trực giác. Tức là tôi có một cái sự cảm nhận, tôi có một cái trực giác là cái điều này nó đúng à. Like something doesn't feel right, I don't think I should go there. Có một cái gì đó tôi cảm thấy nó không có đúng, thì ra tôi không nghĩ là tôi nên đến đó. But then to separate the intuition, that intuition from the inner witness of the Holy Spirit is that intuition is more so a human understanding of what our capacity of our own minds can do. Nhưng mà cái sự khác biệt giữa trực giác và sự nhận biết của tâm linh chúng ta đó là trực giác nó chỉ xuất phát hay nó chỉ dựa hoàn toàn vào cái trí khôn, cái sự nhận biết, cái khả năng, cái bản tính của con người mà thôi. So that's intuition, but with the inner witness of the Holy Spirit, it comes from a supernatural place because it comes from the all-knowing God. Nhưng mà cái sự nhận biết của tâm linh chúng ta đó thì nó đến từ cái sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời toàn năng. Okay, so let's turn with me to Romans 8:16. Bây giờ chúng ta xem trong Roma chương 8 câu 16. It says here, the Spirit himself bears witness with our own spirit that we are the children of God. Chính Thánh Linh, tức là chính Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. So here we see that the Holy Spirit himself bears witness with our own spirit. Thành ra câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết là
Đức Thánh Linh làm chứng với tâm linh của chúng ta. And what does bearing witness mean? It means to show something that is true or it confirms that. Và cái chữ làm chứng này nghĩa là gì? Đó có nghĩa là bày tỏ hay là chứng nhận một cái điều gì đó hay là xác nhận một cái điều gì đó là đúng. So we see here that the Holy Spirit bears witness with ours, but not in it, our own spirit only. It doesn't bear witness with our mind, our emotion, our feelings, our circumstances, our own thinking. Thì là chúng ta thấy trong này nói rất rõ là Đức Thánh Linh làm chứng với tâm linh của chúng ta, chứ không có nói là Đức Thánh Linh làm chứng với trí khôn của chúng ta, với sự suy nghĩ của chúng ta, với cảm xúc của chúng ta hay là với những hoàn cảnh của chúng ta. So in the decisions that we make in the things of God, the Holy Spirit will always will lead us in this way of bearing witness to our spirit or confirming with our spirit. Thì đó trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh trong đời sống của chúng ta thì Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta đó qua tâm linh của chúng ta. So remember that the inner witness is not of our own knowledge, our own intelligence, our natural mind, physical senses, anything that is natural. It is not that. Thì đó tôi xin lặp lại đó là cái sự chứng nhận của tâm linh chúng ta đó, nó không phải là sự chứng nhận qua trí khôn hay là qua cái lối suy nghĩ của chúng ta hoặc cả cảm xúc hay là qua hoàn cảnh, tức là qua những điều bên ngoài. So it's supernatural and it surpasses our own natural senses and that it comes from a supernatural source. So remember that it's a supernatural source. Nhưng mà đây là một cái sự nhận biết siêu nhiên. Đó, nó vượt qua cái trí khôn bình thường của chúng ta. So I'm just gonna go ahead and give like a little, just like a little story about when I knew after the fact that the Holy Spirit was speaking to me in my own spirit. Thì đây là điều tôi xin kể lại là sau khi học về điều này thì tôi mới nhớ lại và tôi mới nhận biết là chính Đức Thánh Linh đã dẫn dắt mình trong trường hợp đó. So a lot of you know that a lot of the youth know that last week I had a pop-up. Nhiều người trong các bạn, nhất là các bạn thanh niên biết là tuần trước tôi có một cái dịp là quảng cáo đó. And it was so amazing, like honestly, like God was so good, and I like just like the amount of support and the amount of customers that came and bought from me, and just like from my clothing line, like I just like it was honestly amazing. It was God's favor. Và tôi thấy là chính Chúa đã vận hành, đã làm việc để mà khiến cho có nhiều người khách hàng đến để mua những cái sản phẩm của tôi. And so 2 weeks, around like 1 to 2 weeks leading up to that, I was buying inventory. Thì một tuần hoặc là 2 tuần trước đó thì tôi đã mua một số những cái hàng để chuẩn bị. I was debating. I was like, okay, like how much should I purchase? Like, because I don't want to have too much sitting there. Thì tôi mới suy nghĩ để quyết định xem là như vậy thì mình cần phải mua sẵn đó, những cái hàng đó bao nhiêu, bởi vì tôi không muốn là mua quá nhiều rồi nó dư ra. And I was inputting the numbers to make a purchase order or an order form with my vendor. And so the number that I had originally put was like 60 pieces. Thì trong lúc mà tôi điền vô cái mẫu đơn để đặt mua hàng đó thì tôi viết xuống là 60 cái phần. And this was only for one item. It's like one, like for pants or sweat or crew neck, it's just one item. So it's 60 pieces. 60 cái món cho một cái món đồ. And then I was like, wait, no, I shouldn't. I should just like buy less, because what if I don't sell it all? What if it's just going to be sitting there? Like it's not going to make sense. Like it's going to take a long time to sell all of that. Nhưng mà lúc đó thì tôi lại suy nghĩ lại là nhưng mà chắc mình không nên mua nhiều như vậy, có lẽ là nên mua ít hơn đi, để mà mình đỡ phải tốn công, nếu mà còn dư lại mình không biết phải giải quyết sao. So I ended up only purchasing 25. Rồi cuối cùng thì tôi viết xuống thì tôi chỉ có đặt mua 20 phần. Because logically I was thinking, I was like, okay, this is only, I don't even know I'm going to sell all of this. Bởi vì lúc bây giờ tôi lý luận như thế này là mình không biết là mình sẽ bán được bao nhiêu, mà thành ra thôi 25 phần thôi. And so I had put in that order form, and then throughout the whole week I just kept feeling like I just kept having a sense like you need to buy more. Thành ra sau khi điền xong cái đơn đó thì trong suốt tuần lễ đó tôi suy nghĩ trong lòng và tôi có cảm giác như là lẽ ra mình phải đặt mua nhiều hơn. Like you need to buy more, like put in another order form right now so you could get it on time. Và mình phải điền một cái đơn đặt hàng khác nữa ngay lập tức để mà có thể nó đến kịp. But I was just like, no, like it's okay, like I'm pretty sure I'll be fine. This is enough. Like I don't think I need any more than this. Nhưng mà rồi tôi lại suy nghĩ lại, tôi nghĩ không sao, chắc là đủ rồi, không cần phải nhiều hơn như vậy. And then like, and so I got all the pieces that I needed. I prepped and I made and I got everything done for the pop up. And coming on the pop up date last week, I sold out on everything of those. Thì sau đó thì tôi chuẩn bị hết tất cả những cái gì mà tôi có cho cái buổi quảng cáo đó.
Thì trong cái ngày đó tôi bán được hết tất cả những gì mà tôi đã chuẩn bị. And then on top of that, I had more orders that I had to fulfill because like all the orders were just coming in after that date. Và sau đó thì lại càng có thêm nhiều cái đơn đặt hàng hơn nữa. And so it just goes to show that it was just an example that the Holy Spirit knew how the pop-up was going to go, and God knew like how everything was going to go, and how I was going to get all these orders, and I needed that 60 pieces instead of 25. Thì đó, khi mà nhìn lại thì tôi mới ý thức được đó là Đức Thánh Linh biết trước là tôi sẽ bán được bao nhiêu, do đó mà Ngài đã thúc giục tôi để mà order nhiều hơn. And I even did have peace, like the Holy Spirit was bearing witness in my spirit that you should buy more. But then I myself, sometimes you allow the logic to get in the way in your natural senses, and it causes you to be shorted. Và tôi còn nhớ là cái khi mà Đức Thánh Linh thúc giục tôi để mà mua thêm á, thì trong lòng tôi có sự bình an, nhưng mà tôi lại để cho cái lý luận của tôi đó, nó xen vào, khiến cho tôi vẫn giữ theo cái quyết định của mình. And so this is just an example. I mean, if I would have listened to the Holy Spirit, I would have had all my inventory. But now it just comes to show that because I didn't listen, the time that I have to wait for the next inventory is a lot longer. Và cái bài học của tôi đó là lẽ ra nếu mà tôi nghe theo và làm theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh đấy, thì mọi chuyện nó đã dễ dàng. So now I know, like, so this is like a testament to you guys too. Like, if you ever feel like the Holy Spirit nudging you, and obviously, like, it's repetitive, like how all the characteristics I was telling you, it's repetitive. It was like a strong conviction telling me that I should do so, and it was like all these things, then you should follow through with it. Thế nên nếu mà quý vị gặp những trường hợp như vậy, và như tôi đã đề cập đó là một trong những cái đặc điểm của cái sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh qua Tâm Linh chúng ta đó là Ngài lập đi lập lại nhiều lần. Đó, và có sự bình an trong lòng. Because the Holy Spirit knows what is to come and what the future is going to be like. Bởi vì Đức Thánh Linh biết những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Because that's the Spirit of God, and He's the one that knows everything. Bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời biết tất cả mọi sự. Okay, so let's turn with me to Colossians 3:15. Bây giờ chúng ta xem trong Colossae chương 3 câu 15. Okay, the word says, and let the peace that comes from Christ rule in your hearts, for as members, as one body, you are to live in peace and always be thankful. Hãy để cho sự bình an của Đấng Christ ngự trị lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến trong một thân thể, và hãy tỏ lòng biết ơn. So what is God telling us about the peace of God? To let it rule in our hearts. Thành ra điều mà Chúa dạy chúng ta đó là hãy để cho sự bình an dẫn dắt trong lòng. So in Greek, the word to rule is brabio. Và trong tiếng Hy Lạp, cái chữ mà được dịch sang cái chữ cai trị đó là chữ brabio. So say that with me, brabio. Brabio. And so that word refers to the duties of an umpire or a referee. Và cái chữ này là miêu tả cái phận sự của một người trọng tài. And what does an umpire or referee do, like in sports? Trong các môn thể thao thì luôn luôn có một người trọng tài, nhưng một người trọng tài có trách nhiệm như thế nào? They direct and they rule and they govern whether they make decisions. Oh, like, oh, is this player playing it right? Is this player making a foul? Stuff like that. Bởi vì người trọng tài là cái người luôn luôn giữ luật lệ và quyết định xem là lực sĩ này chơi đúng hay là sai, hay có lỗi như thế nào. And so if we replace that word, let the peace of God that comes from Christ rule in your hearts, you could say let the peace of God that comes from Christ govern in your hearts or direct your hearts. Thì đó, nếu chúng ta với cái ý nghĩa đó chúng ta đặt vào câu này đó, thì lời của Chúa sẽ nói như thế này: hãy để cho sự bình an của Đấng Christ làm trọng tài hay là cai trị, ngự trị trong lòng của anh em. So when the Holy Spirit leads you with your own spirit, there will be a peace in your heart. There will be, you'll feel a sense of peace. Thì đó, khi mà chúng ta để cho Đức Thánh Linh hướng dẫn tâm linh của chúng ta đó, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự bình an. So if you've been praying about whether I should take this job, thì đó, nếu mà có ai trong chúng ta đang cầu nguyện là không biết là mình có nên nhận cái công việc này hay không? Should I buy this car? Mình có nên mua chiếc xe này hay không? Should I marry this person? Mình có nên cưới cái người này hay không? Should I buy this house? Hay là có nên mua chiếc cái nhà này hay không? If it is God's will and if the Holy Spirit bears your witness, you'll have a sense of peace. Thế nên nếu mà chúng ta có được sự xác chứng của Đức Thánh Linh đó, thì chúng ta sẽ có được sự bình an. Because when you make these decisions that align with the Holy Spirit, the peace of God will be evident. Nghĩa là mỗi khi mà chúng ta làm một cái quyết định nào đó mà đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh đó, thì chúng ta sẽ có sự when you make decisions that don't align with the Holy Spirit, there will be an absence of peace. Ngược lại, nếu mà chúng ta có những cái quyết định mà nó đi ngược lại với sự dẫn dắt của Thánh Linh, thì trong lòng chúng ta mất bình an. And a lot of times for us as human beings, we always want to take the logical, like a logical route. Mà trong khi đó thì cái bản tính con người chúng ta đó, thường là chúng ta đi theo cái lý luận của mình. We always want to make decisions based on our natural senses, like, oh, this seems right.
tức là chúng ta thường hay dựa vào cái lý luận, cái lý luận của mình, cái sự suy nghĩ, cái này mới đúng chứ. Oh, this makes sense. Cái này nó mới hợp lý chứ. If I go to school for 4 years, I'm going to get this job. Nếu mà mình mà đi học đại học 4 năm thì mình sẽ có được cái công việc này. Or if I save up all of this and I'm going to be able to purchase this house. Hoặc là nếu mà tôi mà để dành được cái số tiền như thế này thì tôi sẽ mua được cái nhà này. But no, that God doesn't work in the natural way that we think he's going to work. Nhưng mà chúng ta phải ý thức được là Đức Chúa Trời không có vận hành, không có làm việc theo cái sự suy nghĩ bình thường của chúng ta. He operates supernaturally. Nhưng mà Ngài luôn luôn dẫn dắt chúng ta một cách siêu nhiên. Operates differently than what we think. Và đường lối của Ngài khác với đường lối chúng ta. And so a lot of times we want to make decisions based on our natural thinking or what we think is the right way to do. But a lot of the whole, most, many of the times, if it's not what the Holy Spirit wants to tell you, he'll lead you away from that decision. Thế ra bình thường nếu mà chúng ta không có đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh thì chúng ta sẽ đi theo cái lý luận, cái sự khôn ngoan, sự suy nghĩ của mình. Nhưng mà Đức Thánh Linh sẽ dẫn dắt chúng ta để giúp cho chúng ta đi theo đường lối của Ngài. And so for me, here's this one thing. How many of you guys have ever been hurt by someone? Bao nhiêu người chúng ta đã từng bị người khác gây tổn thương? Yeah, everyone. I think everyone, right? Tôi nghĩ là hầu như ai trong chúng ta cũng đã từng bị. At least once in your lifetime. Ít nhất là bị một lần. And so I have a friend and I just I had this relationship with her and I was just wronged and I got so hurt. Tôi có một người bạn gái và trong cái mối liên hệ đó thì có một cái sự tổn thương khi người đó đã làm tôi hết sức tổn thương. Like it was a lot of things were really questionable, like the things that she did. It was really questionable. Cái điều mà người bạn của tôi làm là một điều mà lẽ ra nghĩa là tôi không có biết chắc là cái điều đó đúng hay sai. Yeah, and then for me, I was just so hurt. But in the Word, God teaches us that we should forgive and to love one another. Dựa trên lời của Chúa đó thì Chúa dạy chúng ta là phải tha thứ lẫn nhau. And so me, I already know this. Và tôi thì tôi biết như vậy. But like naturally, like when someone hurts you, you just want to distance yourself away from them. Nhưng mà với cái bản tính tự nhiên của chúng ta đó, khi mà có một người nào đó gây tổn thương cho chúng ta, thì tự nhiên chúng ta muốn cách xa người đó. Logically, you're like, okay, you hurt me. I don't think you should have place in my heart or in my life anymore. Tức là với sự suy nghĩ phản ứng bình thường của con người chúng ta đó, khi một người nào đó gây cho chúng ta tổn thương thì chúng ta sẽ nghĩ là như vậy mình sẽ không có để cho người này có một cái phần nào trong đời sống của mình, yeah, sẽ cách xa người này. And this was like going on for months and I just like felt so much unforgiveness in my heart towards her and it just like built up to kind of like bitterness towards her. Và sau nhiều tháng như vậy thì tôi cảm thấy trong lòng tôi có một cái sự xa cách đối với người đó và nó dần dần nó trở thành một cái sự cay đắng. And every single time, like I'm reading the Word of God, when it comes to talking about love, when it comes to talking about forgiving, like the Holy Spirit is always nudging at me, is always like convicting my own heart, like there's someone you need to forgive. Và mỗi khi mà tôi đọc Kinh Thánh, mà nhất là những chỗ mà cái lời Chúa nói về tình yêu thương, nói về sự tha thứ, thì Đức Thánh Linh lại cáo trách tôi là con cần phải tha thứ. Every single time, and I'll be like, no, I don't, I'm okay. Nhưng mà lần nào như vậy đó, tôi cũng khước từ và tôi nói không sao hết Chúa, con không sao hết mà. No, but the Holy Spirit's like, you already know who it is. I don't need to tell you again. Nhưng mà mỗi lần như vậy thì Đức Thánh Linh nhắc cho tôi biết là con biết ta muốn nói về cái người nào. And it was like just months, like I'm telling you like church, like it was months of the Holy Spirit just telling me, and I'm telling you the inner witness is repetitive. And so whatever it is that aligns with the Word of God, he's going to keep telling you until you do it. Và sau nhiều tháng như vậy, và như tôi đã đề cập đó là Đức Thánh Linh sẽ tiếp tục cáo trách chúng ta và cái sự chứng nhận của Đức Thánh Linh trong tâm linh chúng ta đó, nó sẽ repetitive, tức là Chúa sẽ lặp đi lặp lại. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa biết là Chúa muốn dẫn chúng ta đi vào con đường của Chúa. Because the Spirit of God is always going to lead you to do what is good for you. Bởi vì Đức Thánh Linh sẽ luôn luôn hướng dẫn dắt chúng ta để làm những điều gì tốt cho chúng ta. And in order for me to progress in my relationship even with other people, I had to get it right with this one person. Và nếu mà tôi muốn có những mối tương giao tốt đẹp với những người khác á, thì tôi sẽ phải giải quyết cái mối tương giao giữa tôi với cái người mà tôi đang đã gây tổn thương cho tôi. And how good is the Holy Spirit to keep reminding you until you actually do it because he knows that it's good for you. Và cảm ơn Đức Thánh Linh bởi vì Đức Thánh Linh rất là kiên nhẫn và Ngài cứ tiếp tục nhắc nhở chúng ta bởi vì Ngài có tấm lòng rất là yêu thương và tốt đối với chúng ta. And even though I knew, like reaching out to her, I knew that it was gonna hurt me because it was opening up old wounds that I had of just like and thoughts. But I had peace in my heart to reach out to her. Và tôi biết là nếu mà tôi liên lạc trở lại với cái người bạn đó, tức là tôi đã mở tấm lòng của tôi và những sự tổn thương nó sẽ trở lại.
Nhưng mà tôi biết là tôi cần phải giải quyết. And after, like, it was so, I just wrote up a text, and it was just so hard for me to click send. But I was just like, Holy Spirit, you told me to do this, and I know if I do this, I'm going to be freed from this unforgiveness and bitterness that I have. Và tôi mới bắt đầu tôi viết cái text để gửi cho cái người bạn đó, và nó hết sức là khó khăn để mà tôi có thể gửi đi. Nhưng mà tôi biết là Đức Thánh Linh muốn tôi làm điều này. And when I tell you, like, when I did, like, I just felt like this release, because I've been freed from holding on to these thoughts of like, oh, she's hurt me, she's done this to me. But knowing that what the Word teaches us about loving people, and knowing that we are like the light to do so that He can be glorified. Và cảm ơn Chúa là khi mà tôi làm được cái điều đó, tôi đã gửi được cái text đó, thì giống như là tôi được giải thoát ra khỏi cái sự trói buộc của những sự đau đớn, những sự tổn thương. Mà nếu không thì nó vẫn cứ tiếp tục, nó trói buộc tấm lòng của tôi. And then God just words it all out in that, like, when she responded, it was just like she was just going through so much that I had not realized. But it was just like if I had only reached out earlier, like how much like a friend I could have been there for her that whole time. You know, like God knows everything and He works it all out. Và khi mà người bạn tôi đáp lời lại cái text rồi đấy, thì tôi mới biết được là người bạn của tôi đã trước đây đã trải qua những cái điều hết sức là khó khăn. Và bởi vì Chúa biết trước, Chúa biết như vậy, thành ra tôi hối tiếc là nếu mà mình mà liên lạc với cái người đó sớm hơn thì có lẽ là mình đã có thể giúp đỡ được cho người đó. And so yeah, so that's just like this is like a small story about like what how it would be like if the Holy Spirit bears witness with your own inner, and it would be an inner witness for you to have peace to do something. Thì đó là một số kinh nghiệm của tôi về việc là đi theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, bởi vì Đức Thánh Linh làm chứng với tâm linh của chúng ta. And the Holy Spirit, He has the bird's eye view. He knows everything. Và Đức Thánh Linh biết tất cả mọi sự, Ngài nhìn thấy tất cả mọi sự. And how I think of it is like when you watch like those shows or movies of like special ops or like operation, when like a person is in the van and another person is going into the building. Thì chúng ta xem một số những cái đoạn video cho thấy được là có những người mà họ có thể họ dùng những cái camera hay những gì đó mà họ theo dõi được những người khác. And they're like communicating with each other, and their partner's like, okay, I need you to be my eyes. Rồi thì họ liên lạc với nhau và họ nói là, anh sẽ là con mắt của tôi đó, nghĩa là anh sẽ chỉ cho tôi biết. I need you to tell me where to go so I can get to this room. Anh phải hướng dẫn cho tôi để tôi có thể đến được cái phòng đó. And so just like that, the Holy Spirit is our eyes. Thì đó, y như vậy, Đức Thánh Linh chính là đôi mắt tâm linh của chúng ta. He knows the things to come, and He can tell us, and He can have us and to help us be prepared for what it is that's coming next. Bởi vì Đức Thánh Linh biết những điều gì sẽ xảy ra, do đó Chúa có thể báo trước cho chúng ta để chúng ta chuẩn bị cho những điều đó. And so when we learn to recognize this inner witness, so we can be led by the Holy Spirit more. Thì đó, khi mà chúng ta hiểu rõ về cái chức năng hay là cái việc mà sự chứng nhận trong tâm linh của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ hiểu rõ được cái sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong đời sống. And like I said earlier, a way to know that you can be led by the Holy Spirit, and how you can do that is to spend more time with God, be familiar with how He speaks and how He operates. Thì đó, một trong những cách để mà chúng ta giúp cho chúng ta được bén nhạy với Đức Thánh Linh, đó là chúng ta dựa trên lời của Chúa và biết rõ về Đức Thánh Linh để biết cách vận hành của Ngài. To seek His presence, to know when the Holy Spirit is speaking, if it aligns with His word or not. Và chúng ta quen thuộc với sự hiện diện của Chúa, quen thuộc với lời của Chúa, để đến khi Đức Thánh Linh phán thì chúng ta nhận ra ngay. And so the Holy Spirit will keep you ready and help you avoid problems that you shouldn't even get into if you had listened to Him. Thì nên nếu mà chúng ta bén nhạy với Đức Thánh Linh thì Ngài sẽ giúp cho chúng ta tránh được một số những cái khó khăn sẽ xảy đến. Okay, and so we're just going to go through one example about how the Holy Spirit was bearing witness with Paul. Chúng ta xem cái thí dụ về trường hợp của việc Đức Thánh Linh dẫn dắt Phao-lô. So go ahead and turn with me to Acts 27:10. Chúng ta xem trong Công vụ các sứ đồ chương 27 câu 10. So a backstory on this is Paul was falsely accused and in prison, and so he was now to be transported back to Rome via ship because that was their land of transportation. Và bối cảnh của cái đoạn kinh thánh này đó là lúc trước đó thì Phao-lô bị vu cáo rồi bị bỏ tù rồi bị trên đường đi được gửi đến tại Roma. So there is like these Roman soldiers that were taking him back to Rome to appear before Caesar, and on that ship there is cargo, there is equipment, there is a lot of things that had to be taken back over there. Thì lúc bây giờ trên một chiếc tàu rất là lớn có những người lính La Mã, rồi hàng hóa, rồi dụng cụ vân vân. Và trên đó có sứ đồ Phao-lô là một trong những tù nhân. And so Acts here 27:10, it says, "Men, I perceive that this voyage will end with disaster and much loss, not only of the cargo and ship, but also our lives."
Trong công vụ các sứ đồ chương 27 câu 10, Phaolô nói: Thưa các ông, tôi thấy cuộc hành trình này chắc sẽ gặp nguy hiểm và thiệt hại lớn, chẳng những cho hàng hóa và chiếc tàu mà cả đến tính mạng của chúng ta nữa. So I want you to take note of the word perceive here. Thành ra ở trong tiếng Việt chúng ta đã là dùng chữ tôi thấy. This was the Holy Spirit's being a witness to Paul's own spirit. Và điều này cho chúng ta thấy đó là chính Đức Thánh Linh đã chứng nhận với tâm linh của Phaolô để cho ông biết được điều này. Paul, right here, Paul didn't say, "Oh, I heard a voice that this voyage is going to end," or "I saw a vision that this voyage is going to go bad." Thì ở đây Phaolô không có nói là tôi nghe có tiếng phán của Đức Thánh Linh. Ông không có nói là tôi thấy có một cái khải tượng là chiếc tàu này sẽ đắm. Instead, he said here that I perceived, and so he knew on the inside that the Holy Spirit was telling him that something bad was going to happen. Nhưng mà ở đây ông nói là tôi nhận thấy, tôi nhận thấy là cái cuộc hành trình này sẽ gặp nguy hiểm. And then going on to 11, nevertheless, the centurion, which was more persuaded by the helmsman, which is the ship pilot, and the owner of the ship, other than the things that were spoken by Paul. Và tiếp theo câu số 11, nhưng viên đội trưởng, tức là thật ra là thuyền trưởng đó, đội trưởng của những người lính La Mã đó, tin lời của người lái và chủ tàu hơn là lời của Phaolô nói. So this Roman centurion, he didn't want to listen to Paul, even though Paul was telling him, this is going to be bad, this is going to end in a disaster. Thế nên trong lúc mà sứ đồ Phaolô được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh báo trước là chuyến đi này sẽ gặp nguy hiểm, nhưng mà cái người đội trưởng của đội lính La Mã đó không có tin. He trusted the helmsman, which was the ship pilot, which had more experience in steering the ship than Paul did as a prisoner. Và dĩ nhiên là cái người đội trưởng này tin lời của những người thủy thủ, những người đã có nhiều kinh nghiệm đi trên biển, hơn là tin một cái người tù nhân là ông Phaolô. So we see here that the centurion kind of looked at Paul and was like, "You don't know anything. Like, how are you going to know how it's going to go? I'm going to trust the ship pilot instead because he has more experience. He knows how to ride these waters." Thì chúng ta có thể hiểu được cái phản ứng của cái vị đội trưởng này là ông ấy nghĩ là Phaolô làm sao mà ông có thể biết được cái chuyện đi biển bằng những người thủy thủ, người thuyền trưởng này họ đã có giàu kinh nghiệm như vậy. But what the centurion didn't realize that the Holy Spirit was bearing witness with Paul's spirit telling him that this is a warning, don't go. Nhưng mà dĩ nhiên là cái người đội trưởng đó hoàn toàn không biết là chính Đức Thánh Linh đã chứng nhận trong lòng của Phaolô về những điều này. Okay, and then in Acts 27:12, and because the harbor was not suitable to winter in, the majority advised to set sail from there. Also, if by any means they could reach Phoenix, a harbor of Crete opening towards the southwest and northwest, and winter there. Vì hải cảng đó không tiện cho tàu đậu vào mùa đông, nên đa số đều đồng ý là nên rời khỏi đó. So, và bằng mọi cách phải đi đến tại Phoenix là cảng của đảo Crete và hướng về phía nam, phía tây nam và tây bắc để nghỉ mùa đông ở đó. So we see here that they decided to go with the majority, right? They decided to be like, okay, logically, like, no, this makes sense. Everyone wants to go, everyone wants to set sail. The pilot says yes, so we're going to go. But because of the use of their human reasoning in this situation here, that reasoning caused them to reject the leading of the Holy Spirit. Thế là chúng ta thấy được cái chuyện đó đang xảy ra đó là họ dựa vào cái lý luận của con người. Đó, dựa vào những cái sự chuyên môn của những chuyên gia đi biển vân vân, và họ lý luận như vậy khiến cho họ đã khước từ cái sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trên sứ đồ Phaolô. And so here we see that the Holy Spirit the whole time he was telling Paul, he was trying to witness this Paul's spirit to guide, to provide guidance for them, but then they were like, no, we're gonna move forward with this. Thành ra trong lúc mà Phaolô giải thích để mà giúp cho họ đi theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh đó, thì nhưng mà họ khước từ và họ đi theo cái lý luận của con người. So we see that what are the results of not heeding to the guidance of the Holy Spirit? The storm got worse. They ended up throwing all the cargo that was meant to be taken to Rome off the ship, and then they took off all some of the equipment out of the ship. They threw it off. They didn't eat for many days, and they were basically convinced that they're going to die at sea. Và chúng ta xem thấy, nếu chúng ta đọc tiếp những câu sau, chúng ta sẽ thấy là cái hậu quả của cái việc là không đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh đó, là cái cơn bão đó nó càng lúc nó càng nguy hiểm. Yeah. Rồi những người trên tàu đó phải vứt tất cả hàng hóa xuống khỏi cái thuyền, rồi thì vứt luôn cả những cái dụng cụ ra khỏi thuyền, rồi trong nhiều ngày họ không có gì để ăn hết, không dám ăn đó, và cuối cùng đó thì tất cả mọi người trên thuyền đều tuyệt vọng, nghĩ là mình sẽ phải chết. So to give context, if they had waited for the right time to go, it would have been months out. Thành ra nếu mà bởi vì sao? Bởi vì họ sợ là nếu mà họ phải chờ đợi như vậy thì có thể là họ phải chờ đợi cả mấy tháng.
And so, right, naturally, you're like, no, this cargo, they have a due date. We need to get it here. We need to get Paul to see, so he can see Caesar right away. But then the Holy Spirit was like, no, if only they had waited. They wouldn't have had to go on through all of this. Their cargo would have been saved. Nothing would have had to been thrown off. Yeah. They wouldn't have to go through many days of not eating. Thì ra với cái lý luận của con người đó, thì họ sẽ nghĩ là nếu mà mình mà đợi lại đây đó, đợi cho cơn bão qua đó thì không biết đợi tới bao lâu, có thể đợi tới mấy tháng. Trong cái đó thì hàng hóa thì có cái deadline phải đem đến tận nơi, rồi phải đưa ông Phaolô này đến Roma để xét xử. Đó, nhưng mà họ không biết là bởi vì cái lý luận đó của họ mà khiến cho họ phải mất hết tất cả hàng hóa, tất cả những dụng cụ trên thuyền, rồi không được ăn trong nhiều ngày. Yeah, so we see here the Holy Spirit was bearing witness to Paul's spirit, but because it was out of his control, he wasn't able to make the decision. This is what ended up happening, and this can be something that we can see happening in our lives. Và thành ra chúng ta thấy được một cái tấm gương là sứ đồ Phaolô được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, và đây có lẽ là một cái bài học giúp cho chúng ta trong đời sống để chúng ta làm theo sự dẫn dắt. We see that the Holy Spirit is always wanting to lead us, always wanting to guide us, because that's His purpose. That's what He was sent for. Bởi vì Đức Thánh Linh đã được ban cho để ngự trong lòng chúng ta, để Ngài dẫn dắt chúng ta, và đó là điều mà Ngài muốn làm. So He's to help us. He's to help us to make sure that we don't face the problems that we would face if we were to follow Him. Thành ra Đức Thánh Linh là đấng an ủi, là đấng giúp đỡ chúng ta, và Ngài muốn giúp để chúng ta tránh được những cái phiền phức, những khó khăn trong tương lai. So yeah, church, I just want to encourage you this morning that just continue as you spend more time with God, as you read His word, as you seek after His presence in His own heart, you'll know that God is always wanting to speak to us, always wanting to lead us and guide us so that we can make the right decisions. Thì ra tôi khích lệ mọi người trong chúng ta đó là chúng ta cần phải siêng năng đọc lời của Chúa, quen thuộc với lời Chúa, biết rõ về sự vận hành của Ngài, và bén nhạy để khi mà Đức Thánh Linh phán dạy chúng ta một điều gì đó, chúng ta làm theo thì chúng ta sẽ được phước và tránh được rất nhiều phiền phức. And so I just want to also remind you that the inner witness is not an audible voice or anything like that. It's the Holy Spirit leading you with your own spirit, that and then through that you'll have peace. Và tôi xin lặp lại là cái sự chứng nhận của tâm linh chúng ta đó, nó không phải là một cái tiếng phán mà chúng ta nghe được bằng tai chúng ta, cũng không phải là sự lý luận của trí óc chúng ta, nhưng mà là sự hướng dẫn siêu nhiên của Đức Thánh Linh qua tâm linh chúng ta. And yeah, it's supernatural. Remember that, because it's coming from the Spirit of God. Và đây là sự hướng dẫn siêu nhiên bởi vì đến từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Okay, so let's all stand. Xin chúng ta cùng đứng. So as we continue to go into learning more about the Holy Spirit, next week we're going to go ahead and dive into about the inner voice. Và trong chúng ta đang tiếp tục học hỏi về sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, và tuần sau thì chúng ta sẽ học hỏi về cái tiếng nói của tâm linh chúng ta từ trong lòng. And I believe that learning more about the Holy Spirit in church, as you grasp this concept of who the Holy Spirit is and how He operates, you'll see things drastically change in your life. Và khi chúng ta càng tiếp tục học hỏi về Đức Thánh Linh, học hỏi về bản tính và sự vận hành của Ngài, thì chúng ta sẽ thấy là đời sống của chúng ta sẽ dần dần sẽ càng ngày càng được biến đổi. You'll see that the things that the Holy Spirit is urging you to do, is wanting you to do, or maybe it's like conviction of your heart, the things that you have been doing, or you should change differently. You'll see that He's speaking you through those things. Chúng ta sẽ nhận ra được những sự hướng dẫn của Thánh Linh, những điều mà Chúa bảo chúng ta không nên làm, hoặc là những điều Chúa bảo chúng ta nên làm. And so just as earlier we're singing about the Holy Spirit and all of that, we have to also learn to surrender ourselves, surrender our own heart. Như lời những bài hát lúc ban đầu chúng ta hát đó, thì chính chúng ta cũng cần phải đầu phục Đức Thánh Linh. How many of us want to go on living this life without the Holy Spirit? No, right? Không có ai trong chúng ta muốn là tiếp tục sống là con cái Chúa mà lại không có sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. How awesome is it that God, He's like, I want to send you the Holy Spirit who will come and help you, who will guide you in every decision that every important decision that you have to make in your life. Chính Chúa đã yêu thương chúng ta đến nỗi Ngài đã ban cho chúng ta Đức Thánh Linh sống ở trong lòng chúng ta để dẫn dắt và hướng dẫn chúng ta và bày tỏ cho chúng ta biết những điều sẽ xảy đến. But first, in order to do that, our hearts have to be surrendered to Him. Our life has to be surrendered to Him. Nhưng mà để có thể được Đức Thánh Linh dẫn dắt như vậy, thì chúng ta tấm lòng chúng ta cần phải có sự kính sợ và đầu phục Ngài. So with every eyes closed, I just want to make this call of starting today, I want to choose to surrender my whole life to Him. I want to choose to surrender my whole heart to Him. Every decision that I make. Tôi muốn có một cái lời mời gọi cho tất cả chúng ta, đó là chúng ta hứa nguyện và xin hứa với Đức Thánh Linh
là lạy Đức Thánh Linh, con quyết tâm là con đầu phục Ngài và con dâng trọn đời sống của con để đi theo sự dẫn dắt của Ngài. This is between you and God. This is between you and God, and maybe you, the past couple weeks you've been going on, even maybe the past year. I don't know how long or where it is that you're in your life, but maybe you've been going on so long without the heating of the Holy Spirit. Tôi không biết tình trạng trong đời sống tâm linh của các anh chị em như thế nào. Thì có thể là đã có một thời gian dài mà anh chị em không có đầu phục hay là không có tương giao mật thiết với Đức Thánh Linh. Or maybe the Holy Spirit has been speaking to you, but your heart has just been hardened and you don't want to be obedient to that. Hoặc là Đức Thánh Linh vẫn đang tiếp tục phán dạy và cáo trách trong lòng của anh chị em, nhưng mà anh chị em trong lòng có cái sự cứng cỏi và không có tiếp nhận. Maybe the Holy Spirit's been telling you, you need don't listen to that kind of music anymore. Don't play those things anymore. Don't do those things anymore. Hoặc là Đức Thánh Linh có thể cáo trách là bạn hay là anh chị em đừng có nghe cái loại nhạc đó nữa, đừng có chơi những cái trò chơi đó nữa, đừng có làm những điều đó nữa. Don't put those things before me. Don't prioritize that before me. Hoặc là đừng có đặt những điều đó quan trọng còn cao hơn ta trong đời sống con. But today you want to say that, Lord, I want to set my life before you. I want to make every day that I wake up, I want to put you first. Nhưng mà mỗi chúng ta đến với Chúa và hứa nguyện với Chúa là lạy Chúa, con xin đặt Chúa là ưu tiên hàng đầu trong đời sống con. Mỗi sáng thức dậy, con đến với Ngài và đầu phục Ngài. So with that, with hands raised, just like in your hearts, just really ask the Holy Spirit right now, what is it that you want me to do? What are the things that I've been, maybe like the way I talk, the music that I'm listening to, the people I'm hanging out with, what are those things that you want me to set my life apart from and set my life away from so that I can continue to walk this life for you? Và hãy thưa với Chúa, lạy Chúa Thánh Linh, có điều gì trong đời sống con mà Chúa muốn con từ bỏ? Có điều gì trong đời sống con mà đang ngăn trở mối tương giao với Ngài? Maybe it's something that God wants you to step into, a new season that He wants you to step into, but you haven't dedicated that time, you haven't dedicated that lifestyle of being able to seek after Him every day. Hoặc là Đức Thánh Linh muốn cho chúng ta dành thời giờ với Ngài để làm một cái gì đó hoặc là học hỏi như thế nào đó, nhưng mà chúng ta đã không có sẵn sàng, không có sẵn lòng và không có thời giờ để mà làm điều đó. Yes, Holy Spirit, we thank you that you're here right now. Cảm ơn Đức Thánh Linh bởi vì Ngài đang ở đây với chúng con. We thank you that you're speaking to each heart right now. What it is that you want to speak to them? Cảm ơn Đức Thánh Linh, Ngài phán dạy với mỗi lòng của chúng con ý muốn của Ngài. That there's a conviction right now that whether the things that maybe I've been doing wrong, maybe the things that I've been saying, whether that the people that I've been around, that or you just want me to set aside so I could really reflect back and just prioritize you, Lord. Và thưa với Đức Thánh Linh là lạy Đức Thánh Linh, có điều gì đó trong đời sống của con mà con cần phải tách rời? Có những người bạn nào mà con cần phải cách xa hay không? Có những điều gì đang ngăn trở trong đời sống của con mà con phải giải quyết hay không? That we surrender our lives fully before you, Lord. That every day we wake up, we're like we praise you, we thank you, Lord. We just honor and we just live a life that is pleasing to you. Và thưa với Đức Thánh Linh là lạy Đức Thánh Linh, con muốn sống một đời sống đẹp lòng Ngài và mỗi ngày, mỗi giây phút con bước đi với Ngài. That as we seek your presence, as we come to know who you are, that we'll be able to recognize and know that what the inner witness is. Để cho đời sống của chúng ta tiếp tục bước đi với Đức Thánh Linh, quen thuộc với Ngài, để mà chúng ta nhận biết được sự dẫn dắt, sự hướng dẫn của Ngài qua tâm linh của chúng ta. And to really recognize how you lead, Holy Spirit, every day, whether that's through the inner voice, whether that's through your own voice or the inner witness, so that we can be more sensitive to you. Và xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho chúng con về cách mà Ngài dẫn dắt chúng con, có thể là qua tiếng phán của Ngài, có thể là qua tâm linh của chúng con, hay là qua tiếng nói của tâm linh của chúng con. Because this coming year, we just know that there's so much that you want us to walk into. Bởi vì chúng con biết là trong năm mới này có rất nhiều điều mà Ngài muốn ban cho chúng con, muốn cho chúng con được kinh nghiệm. We know the new levels of glory that you want to take us to. Và cảm ơn Chúa về một cái mức độ của sự vinh quang càng cao hơn nữa mà Ngài muốn chúng con kinh nghiệm được. But in order to do that, it comes from a heart of wanting to put you first, of wanting to seek after you, Lord. Nhưng mà để có thể làm được điều đó thì tấm lòng của chúng con cần phải khao khát Chúa, khao khát Đức Thánh Linh và quyền năng của Ngài và sự vận hành của Ngài trong đời sống chúng. I pray that we thirst for you, Lord. We thirst for you in your presence every day. Nguyện xin mỗi chúng con đều khao khát sự hiện diện của Ngài mỗi ngày trong đời sống chúng con. That we have a desire and a passion just to seek after you and to really know what your heart is like, Lord.
và cho chúng con có sự khao khát để biết được ý muốn của Ngài, để mà bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài. That our heart would be surrendered to fully be obedient to what it is that the Holy Spirit is speak when you're speaking to us, Holy Spirit. Để cho tấm lòng của chúng con sẵn sàng vâng phục một cách hoàn toàn với những gì Ngài dẫn dắt chúng. Because you know everything that is to come. Bởi vì Đức Thánh Linh ơi, Ngài biết tất cả mọi điều gì sẽ xảy ra. And you know what is good for us. Và Ngài biết những điều gì tốt cho chúng con. So we thank you, Lord, that all our hearts are set before you right here, right now at the feet of Jesus. Và mọi tấm lòng của chúng con đều được phơi bày ra trước mặt Ngài ở bên chân Chúa Giêsu. That we wouldn't let the noise of life, the noise of other things, the noise of our circumstance, our situations push away, the voice of you, Lord. Chúng con sẽ không để cho bất cứ một cái sự phân tâm nào của đời sống hàng ngày của thế gian này mà ngăn trở chúng con trong mối tương giao mật thiết với Ngài. Because we thank you that Holy Spirit, you're here to help us and to guide us through all this, every single walk of life. Và cảm ơn Thánh Linh, Ngài ngự ở trong đời sống của chúng con để dẫn dắt chúng con từng bước mỗi ngày. And that we live a life that is pleasing to you, Lord. Để chúng con sống một đời sống đẹp lòng Ngài. A life that is before you that will only bring you honor and glory. Một đời sống sẽ luôn luôn đem lại sự vinh quang cho Ngài. And I ask that you strengthen us, give us your supernatural strength, Father, and for your people, for your church. Và xin Đức Chúa Cha ban cho chúng con ân điển và sức mạnh siêu nhiên của Ngài. That even though when times get difficult, even though when things don't logically make sense, thì cho dù là có những cái điều, có những hoàn cảnh xảy ra mà chúng con không có hiểu được, we know that we're heated onto you because the things that you want us to have, the things that you're speaking to us are supernatural. Nhưng chúng con tin cậy rằng những điều gì mà Ngài phán dạy với chúng con là những điều siêu nhiên. And so we thank you, Lord. Còn cảm ơn Cha. And yeah, you're just so good, and we just honor you with everything that we have. Cảm ơn Cha vì sự tốt lành của Ngài và chúng con dâng mọi sự lên cho Ngài. And we thank you, we pray this in Jesus' name, amen. Cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ, amen.